Trong phần trước của chương trình, chúng ta đã cùng tìm hiểu mẫu Honda Winner 150 được tùy chỉnh như thế nào để phù hợp với giải đua Asia Road Racing Championship 2017, hạng mục Underbon 150 phân khối. Trong phần tìm hiểu về những chiếc xe đua của đội UG Honda Việt Nam Racing tại giải đua mô tô danh giá nhất châu Á hiện nay, chúng ta hãy cùng phân tích chiếc xe Honda CBR 250RR được các kỹ thuật viên của Honda Việt Nam điều chỉnh giúp cho tay đua Bùi Duy Thông có thể thăng hạng tại chặng 2 của giải đua ARC 2017 vừa diễn ra trên đất Thái từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 4 vừa qua. Trước hết, để một chiếc xe thông thường trở nên mạnh mẽ hơn, chắc chắn phải nhờ vào đôi bàn tay tài hoa và khéo léo của các kỹ thuật viên. Được biết, chiếc Honda CBR 250RR ở chặng 2 của giải đua ARC 2017 đã được cải thiện nhiều yếu tố, giúp cho tay đua trẻ Bùi Duy Thông cải thiện được thành tích của mình trên đấu trường quốc tế. Năm nay là năm đầu tiên Honda giới thiệu ra cho công chúng chiếc xe 250 phân khối sử dụng 2 xi lanh, thay thế cho chiếc xe 250 sử dụng 1 xi lanh từ năm 2016 trở về trước. Thì năm nay chiếc xe mới của chúng ta thì có rất là nhiều ưu điểm, bởi vì công ty Honda chú trọng thiết kế chiếc xe này theo mô hình của những chiếc xe siêu xe thể thao. Hiện tại thì chiếc xe này sử dụng xi lanh đôi, dung tích 250 phân khối, hệ thống giảm sốc phía trước hạng upside down, phía sau dạng monoshock, sử dụng hệ thống ProLink của Honda. Chiếc xe đua của chúng ta ở đây là chiếc xe được độ theo hướng production, có nghĩa là chiếc xe bản thương mại được sử dụng trong đường đua. Ở đây theo quy định của ban tổ chức, chúng ta chỉ được tác động lên các thành phần như là bộ vỏ yếm bên ngoài, hệ thống giảm sóc trước sau, hệ thống điện trên xe, hệ thống điện tử, hệ thống cung cấp khí ở sử dụng ở đầu nắp quy lát, sử dụng hệ thống khí nạp có đường kính lớn hơn, sử dụng thêm hệ thống nạp gió cực bức Ram Air Box. Hiện tại trên xe của chúng ta thì đã thay thế tất cả các bộ phận trên để phù hợp với cả tiêu chuẩn trong đường đua. Đối với những chiếc xe được độ lên mức tối đa thì sau mỗi vòng đua khoảng 10 lap, kỹ thuật viên phải mở máy ra để bảo dưỡng cho vòng đua tiếp theo. Chiếc Honda CBR 250 tại giải đua được giữ nguyên dung tích nên những chi tiết cần bảo dưỡng không nhiều lắm do trục cơ không hao mòn nhiều. Cụ thể, những chi tiết cần được bảo dưỡng thường xuyên là đầu nắp quy lát, hai trục cam, van nạp, van xả, bộ phanh trước, phanh sau và hai trục chính của bánh xe. Bộ phận chính làm tăng công suất cho động cơ là bộ phận điều khiển ECU trên xe. Hệ thống ECU độ được nhập khẩu từ những hãng độ chuyên nghiệp đến từ Nhật Bản. Cụ thể, trên chiếc xe này, ECU giúp tăng 4-5 mã lực. Ngoài ra, không thể không nhắc tới hệ thống đường ống xả được tùy chỉnh, giúp cho luồng khí nạp vào xe đạt hiệu suất tối đa cao hơn. Hệ thống ống giảm thanh Buffler giúp xe tăng 1-2 mã lực. Hiện tại thì trên xe được lắp thêm bộ vành Maserini từ Italia. Thì bộ vành này giúp giảm trọng lượng của xe, làm cho xe đạt tốc độ cao hơn và giúp vận động viên khi vào cua dễ dàng hơn. Đối với một chiếc xe đua, nếu mà làm hết tối đa, hết công suất thì có thể mạnh hơn xe thường đến 25%. Như vậy, việc tùy chỉnh một chiếc xe zin cho phù hợp với giải đua quốc tế chắc chắn phải có những quy chuẩn được đặt ra cho các kỹ thuật viên. Các quy chuẩn quốc tế sẽ khắt khe hơn so với những sản phẩm được độ bởi các lò độ xe trong nước cho những giải đua phong trào tại Việt Nam. Sau race 1 thì chúng tôi có tinh chỉnh lại xe và chúng tôi đã thay đổi lại tỷ số truyền của xe. Sau khi thay đổi thì vận động viên cảm thấy xe được cải thiện rõ rệt. Thứ nhất là ở đoạn ra cua thì khả năng tăng tốc rất là tốt. Thứ hai là sau khi anh ấy đi vào trong top thì khả năng đeo bám cải thiện rõ rệt so với chặng 1. Và hiện tại thì thành tích cá nhân của anh ấy đã tốt hơn so với vòng đua thứ nhất. Đối với chiếc xe này thì chúng tôi có rất nhiều dự định. Đầu tiên là sẽ thay đổi lại hệ thống nạp khí. Thứ hai là thay lại hệ thống ECM. Và thứ ba là thay lại điều chỉnh lại hệ thống xả. Thoát hệ thống ống xả.
Nhờ vào thay đổi các chi tiết trên xe như bộ vành mới, tỷ số truyền trên chiếc Honda 250 phân khối lần này mà tay đua Bùi Duy Thông đã có những bước tiến bộ rõ rệt tại chặng 2 giải đua ARC 2017. Thậm chí có lúc anh đã lọt vào top 15 tại vòng 2 chặng đua lần này. So với vành chạy đầu của tôi thì chiếc xe của tôi là xài vành Rin. Và sau khi ngày tập thứ 2 thì xe tôi đã thay cái vành nhôm vào thì tôi cảm thấy là xe chạy nhẹ hơn. Và khi mà mình vào cua thì cảm thấy xe nó nhẹ nhàng hơn. Và vận tốc đường thẳng thì nó có thể hơn đến 10 km/h. So với một chiếc xe ở trong sân đua và chiếc xe ở ngoài cái bình thường thì tôi cảm thấy chiếc xe đua nó rất là mạnh và động cơ rất là an toàn và chiếc xe được trang bị những thứ như phù vỏ các thứ làm cho an toàn hơn và mình có thể tự tin chạy nhanh hơn. Nói về đua xe thì trước khi mình phải tập làm quen và mình làm quen để khi mà cách ôm cua và cách khi ra cua mình xử lý số sao cho hợp lý và chiếc xe mới có thể đạt hết vận tốc của công suất. Đối với một chiếc xe mới thì tôi mất phải 2 ngày chạy thì tôi có thể làm quen được chiếc xe. Tốc độ tối đa của loại xe này thì tôi chạy được 195 km/h. Là con đường thẳng thì tôi đạt tốc độ hết tối đa. Có thể nói một chiếc xe tốt thôi là chưa đủ. Để đạt được thành tích cao tại một giải đua tầm cỡ như Asia Road Racing Championship, những tay đua phải có được cho riêng mình những kinh nghiệm được tích lũy qua từng chặng. Có được những kinh nghiệm quý giá này, mặc dù gặp sự cố trong lúc thi đấu, họ vẫn có thể giải quyết một cách nhanh gọn. Những kinh nghiệm này hiện nay các tay đua Việt Nam vẫn còn thua kém so với bạn bè quốc tế. Nhưng hy vọng với thời gian sắp tới, cùng sự trợ giúp và đồng hành của Honda Việt Nam, những tay đua như Bùi Duy Thông hay Cao Việt Nam sẽ ngày càng khẳng định được vị thế của Việt Nam trên bản đồ đua xe quốc tế.